Vân Anh đỏ mặt vì được Doãn Khắc ôm trong lòng. Ừm xin lỗi, ta hấp tấp quá, làm huynh lo lắng rồi. Doãn Khắc căn dặn cô, hoa quả trong địa phận Vân Khởi làm gì có chuyện ta chưa từng nếm. Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như thế này nữa, biết không? Cô gật đầu lia lịa đồng ý với anh. Ừ ừ. Tiểu Toàn Tử đứng ở bên cạnh nhìn thấy hai người họ thân mật ôm nhau như vậy, thì cảm động đến nỗi nước mắt tuôn trào. Trai tài gái sắc trời sinh một đôi, xong lễ đưa vào động phòng. Á, à, phi, tóm lại tốt quá tốt. Doãn Khác để cô xuống lại dưới đất, cô thắc mắc không biết vì sao Doãn Khác lại ở đây lúc này. Huynh không phải nên ở dưỡng tâm điện phê duyệt công văn sao, sao lại rảnh rỗi đến tìm ta? Đa tạ cô nương đã tặng túi thơm, chầu bà và trẻ, ta đều nhận được rồi, Vân Anh cô nương tình cảm nồng thắm, ta thật sự không biết nên làm sao để bày tỏ lòng biết ơn mới tốt đây. Cô xoay người lại bảo với anh rằng, nếu Doãn Khác thật sự muốn cảm ơn ta, thì kể ta nghe về cô gái khiến tim huynh tan vỡ, không màng đêm khuya mua say đi. Sau đó trong phòng khách Doãn Khác kể lại, cô nói lạc đào à, Ta và cô ấy quen biết từ nhỏ, cô ấy không giống phần đông nữ tử thời nay. Trong đầu luôn có rất nhiều ý tưởng mới lạ, nhiều không kể xiết, ta không cầm lòng được liền bị cô ấy thu hút. Doãn khác như nhớ đến chuyện gì đó khiến anh phải lắc đầu phì cười. Đợi đến khi ta định thần lại, thì đã chìm đắm từ lâu, không thể dứt ra. Cô nghe anh nói vậy thì đau khổ cười gượng. Lúc ta và Hoàng Huynh vừa đến Vân Khởi đã đi tới khu thương mại vô ưu trước, nghe nói là tác phẩm của cô ấy. Vân Anh nghĩ, cô ấy hẳn là nữ tử xuất sắc, nếu không sao lại khiến Điện Hạ trung tình với cô ấy được. Doãn Khác u buồn, sờ ly trà nói với Vân Anh, "Chỉ đáng tiếc, đến cuối cùng người cô ấy thích cũng không phải ta. Tính tình ta như khúc gỗ, không được người khác thích." Vân Anh nghe anh nói vậy thì đau lòng, sao điện hạ lại không được người khác thích chứ? Cô lên tiếng muốn thổ lộ tình cảm của mình với anh, nhưng mãi ngập ngừng không nói ra được, "Ta..." Doãn Khác thấy lạ nên hỏi, "Cô?" Tiểu toàn tử tinh ý nhận ra những lời mà Vân Anh chuẩn bị nói, bầu không khí này chẳng lẽ là tỏ tình? Cuối cùng cũng muốn tỏ tình rồi sao? Trái tim của tiểu toàn tử đang vô cùng kích động. Bàn tay run rẩy Vân Anh lấy hết can đảm của mình ra, thổ lộ tình cảm với anh. "A, à, bọn ta rất thích huynh." "Không phải." Cô thầm bảo mình hết thuốc chữa rồi, hoàn toàn làm hỏng chuyện rồi. "Vân Anh sao ngươi có thể nhát đến như vậy?" Anh thắc mắc nghiêng đầu nhìn cô, "Không phải ư?" Ừ. Tiểu toàn tử ở đằng sau siết chặt hai tay tự nói ở trong lòng, "Phải, sao lại không phải chứ? Cô ấy thích ngài, cô ấy thích ngài đó điện hạ." Tiểu toàn tử có khi còn vội hơn cả Doãn Khác. Vân Anh bứt rứt đan chặt hai tay lại với nhau. "Tóm lại, Doãn Khác chớ tự xem nhẹ mình, huynh rất ưu tú." Mọi người đều thích huynh. Anh nghe thế thì vô cùng cảm kích, đa tạ Vân anh, cô nương có ý an ủi ta. Anh nhìn ra phía bên ngoài giọng điệu nhẹ nhàng, bất kể sau cùng Lạc Đào lựa chọn ở lại Bắc Ký hay theo phụ hoàng về Vân Khởi, bến đỗ cuối cùng của cô ấy đều không phải ta, ta cũng nên từ bỏ rồi. Chuyển cảnh, tại chợ biên giới ung thành, người đi qua đi lại vô cùng tấp nập, khung cảnh hết sức náo nhiệt, những người bán hàng liên tục giao hàng, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, đến xem nào, nỉ lông cừu, áo khoác lông cừu, lông cừu thuần chủng Bắc Ký đây. Bánh bao mới ra lò đây đồ trang sức vân khởi mẫu mới nhất đây. Một người đến hỏi chiếc áo lông cừu của một ông chủ, trông khá ấm áp, lông cừu của ngươi bảo đảm là hàng thật không, người bắc ký các ngươi sẽ không bán đồ giả chứ. Ông chủ niềm nở trả lời chắc chắn với bà ấy, yên tâm yên tâm, không gạt trẻ em người già. Bên quầy bán trái cây một người mua hỏi, loại rau quả này ta chưa từng thấy ở Bắc Ký. Ông chủ, cái này bán thế nào? Ông chủ liền báo giá 10 văn tiền một cân. Người kia nghe thấy giá tiền ổn nên quyết định mua thử về ăn, ông chủ cho ta hai cân lạc đào vui vẻ nhìn ngó mọi thứ xung quanh chợ biên giới giữa hai nước cô nói trao đổi buôn bán với nhau mỗi bên lấy được thứ mình cần hai nước đều có lợi thế này chẳng phải khá tốt sao a à, ngạn cổ nghe câu nói này của cô như vô tình mà ám chỉ đúng đấy cũng không biết nước nào đó bao nhiêu năm qua kêu căng cái gì xem ý tốt muốn thông thương của bổn vương là ý xấu dịch uyên cũng không thể yếu thế mà nói lại còn không phải nước nào đó quen thói tàn sát khiến muôn dân oán than khắp nơi nếu không còn cần chấm hao tâm tổn sức à a à, ngạn cổ bị anh nói thì vô cùng tức giận chỉ tay về phía anh cẩu hoàng đế ngươi anh đắc ý nhướng mày nhìn anh ta ừ cuối cùng lạc đào đứng ở giữa đứng ra giải quyết hai người họ được rồi hai nước các người tranh chấp mời lên triều giải quyết đừng có làm như hai đứa con nít tranh luận về mặt trời nữa ấu chỉ. anh ta tức giận rời đi xí ai thèm để ý tới hắn dịch uyên u ám gọi lý đại nhân ông ta cung kính chấp tay bệ hạ có vi thần anh ra lệnh cho ông ta vụ án lâm đồng chi chẫm giao cho ngươi ngươi có thể giải quyết công bằng theo pháp luật vân khởi. Ngoài ra văn thư thông thương bắt buộc phải nhanh chóng bàn giao về kinh thành. Hiện giờ thái tử giám quốc, văn thư vẫn phải để thái tử xem qua đóng dấu, mới coi như chắc chắn tuyệt đối, gửi kèm văn thư còn có một lá thư chấm viết tay. Lý đại nhân nhớ kỹ, bắt buộc phải sai người giao tận tay thái tử. Vi thần xin ghi nhớ, nhất định không phụ thánh ân. Vậy về sau hoàng thượng và các vị khách quý muốn ở đâu, tiếp tục ở lại ung thành vài ngày có được không? Nghe thấy Lý đại nhân muốn mời họ ở lại ung thành, thì A Ngạn cổ tức đến run cả người anh ta kéo lạc đào về phía bọn họ phản đối cầu hoàng đế các ngươi muốn thế nào thì tùy hắn bổn vương không quản được nhưng vị này là quan chấp chính bổn vương đích thân phong chức cô ấy là người dưới chúng ta cô phải theo bổn vương quay về dịch uyên lập tức không đồng ý điều này anh lại gần lạc đào nàng ấy là con dân vân khởi ta hai nước thông thương xong đã lâu chẳng lẽ tam hoàng tử muốn lật lọng không muốn thả người hay sao hai người chăm chú nhìn chằm chằm về phía đối phương a à, ngạn cổ nhìn cô rồi lên tiếng lạc đào cô đừng quên từng hứa gì với ta cô im lặng không nói một lời nào xung quanh dịch uyên và a ngạn cổ đều là mùi thuốc súng lạc đào cuối cùng cũng phải lên tiếng nói a uyên ngài tránh ra đây là chuyện giữa ta và hắn a ngạn cổ ta đã hứa với huynh thì sẽ không nuốt lời ta sẽ theo huynh về anh ta nhìn dịch uyên mà cười đắc ý lý đại nhân thấy thế không ổn thì lo lắng kêu hoàng thượng chuyện này dịch uyên giả vờ ho một cái rồi nói khụ hoàng thượng cái gì tại hạ là thuộc hạ của quan chấp chính đại nhân ở bắc ký đại nhân đi đâu dĩ nhiên thuộc hạ đi theo đó Lý Đại Nhân và Lạc Đào đều có cùng một suy nghĩ với nhau. Đổi lập trường nhanh quá nhỉ. Nhưng A à ngạn cổ lại chê bai không muốn nhìn thấy anh. Anh ta ghét bỏ vung tay đuổi anh đi, ngươi đi đi, bác ký không chào đón ngươi. Tuy anh tức giận nhưng vẫn cố kìm nén, đào đào chào đón ta là được, và lại chuyện của Lạc Đào chính là chuyện của ta, ta nhất định tận tâm tận lực giúp nàng ấy hoàn thành. Cho đến khi nàng ấy cam tâm tình nguyện theo ta rời khỏi đây. Tại bộ lạc Vuliani, Tăng Đạt thấy bọn họ đã trở về thì vui vẻ chạy ra đón quan chấp chính đại nhân tam hoàng tử điện hạ cuối cùng các người cũng về rồi mọi chuyện xuân sẻ chứ lạc đào vui vẻ đáp lại xuân sẻ cô có điều muốn hỏi ông ấy tăng đạt ông có biết trong bộ lạc có nơi nào có địa hình ba mặt bao bọc bởi núi cao nhìn như đồ hốt rác không tăng đạt nghe cô miêu tả thì khó hiểu đồ hốt rác ông ấy gãy đầu suy nghĩ rồi hỏi cô ba mặt bao bọc bởi núi thì không có bao bọc bởi sườn núi có tính không cô nghe vậy thì ánh mắt sáng lấp lánh nhìn ông ấy được cô rời đi cùng dịch uyên trước khi đi cô dặn dò ông ta tăng đạt đi tìm vài thanh niên thân thể cường tráng trong bộ lạc chúng ta xuất phát tới điểm đích ông ta lập tức nghe theo rõ một lúc sau tại thung lũng ở đích đến tăng đạt chỉ tay về phía núi ở đằng kia chính là nơi này a à, ngạn cổ thắc mắc đi theo cô tới đây anh ta không biết cô đang định làm gì ở đây cô ấy đến đây muốn làm gì đào giếng nước cách này không được bọn ta thử từ lâu rồi nhưng dịch uyên lại cho là không phải cô đang đào giếng nước anh sờ cầm rồi nói ra điều mà cô định làm không phải bác ký lạnh lẽo khắc nghiệt bề mặt quanh năm bị gió cắt xâm lấn nguồn nước phần lớn tập trung tầng sâu bên dưới. Đào Đào đang tìm sông ngầm dưới lòng đất. Cô bất ngờ khi thấy anh có thể đoán ra được cô đang định làm gì. Không ngờ ảo Uyên lại tinh thông thủy văn, đoán một cái đã có thể đoán chúng ý ta. Anh tiến lên chỗ cô dịu dàng nhìn cô. Đào Đào, hơi coi thường ta đó. Ngay cả chút chuyện này còn không nghĩ ra, thời gian ta trị quốc, chấp chính mười mấy năm, há chẳng phải phí công sao? Cô chán ghét trách lại anh, trách ai đây, ai bảo thường ngày bộ dạng ngài không nghiêm túc không đáng tin. Anh chỉ cười gượng đáp lại, vậy sao? có điều ngài chỉ đoán đúng một nửa. Anh ngạc nhiên hỏi lại, ô, sao lại nói vậy? Cô nghiêm túc giảng giải, nguồn nước dưới đất bị chôn sâu dưới lớp đất đá, không nối liền với mặt đất nên cư dân rất khó sử dụng, chỉ cần khoan vài giếng nước men theo mặt phẳng nghiêng từ sâu đến nông, nối liền với sông ngầm dưới lòng đất, rồi xây dựng kênh ngầm, dẫn nước lên mặt đất. Dẫn nước chữ nước lâu dài, chẳng phải có thể hình thành một hồ chứa nước khổng lồ sao? Sau những lời giải thích của cô, thì anh từ đó mà nêu ra những cái lợi của việc này. Nước của hồ chứa nước vừa có thể dùng cho sinh hoạt thường ngày, lại có thể thể dùng để tưới tiêu cô tiếp lời cư dân bộ lạc sống dọc theo hồ chứa nước đồng cỏ sườn đồi còn có thể nuôi bò chăn cừu một công đôi việc dịch uyên cũng không khỏi phải cảm thán quá tuyệt duy chỉ có một người lại không hiểu họ đang nói cái gì anh ta giơ tay lên ờm um, các người đang nói gì thế nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác đó của a ngạn cổ dịch uyên đắc ý nói cậu bé ngốc thế gian này có rất nhiều người và nhiều chuyện huynh không cần biết rõ ràng đến thế để không thể chậm trễ nên lạc đào nhanh chóng ra lệnh tăng đạt bảo các tùy tục ông dẫn theo lại đây, bắt đầu hành động theo kế hoạch. Vâng, đại nhân. Mọi người nghe lời nhanh chóng làm theo. Đào sâu như lời lạc đào nói. Qua ba ngày sau, bọn họ cười rôm giả vì thật sự có nước này. Chính vì dưới này có nước càng khiến cho họ càng phấn chấn hơn. Tiếp tục đào tiếp sâu hơn nữa. Nhìn thấy họ cười như thế cũng khiến cho cô bất giác cười theo họ. Trông bọn họ thật sự vui vẻ, nắng hạn gặp mưa rào chẳng qua cũng chỉ thế này. Nhưng khi nhìn sang dịch uyên cô lại thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào hư không, mặt không biểu cảm nên cô nhận ra liền hỏi, ngài đang nghĩ gì vậy? Nghe thấy tiếng cô hỏi anh quay đầu lại cười đáp, ta chỉ đang nghĩ, thư gửi từ Vân Khởi cũng thuận lợi đến kinh thành, đến tay Khắc Nhi rồi nhỉ. Lúc này bên phía ngự thư phòng Vân Khởi, thái tử điện hạ có tin từ Bắc ký đến. Nghe có tin tức Doãn Khắc vui vẻ bảo, tiểu toàn tử, mau dâng lên đây. Anh nhanh chóng nhận lấy mở ra xem nội dung trong thư. Chính là Bắc ký. Vân Khởi muốn mở rộng thông thương giữa biên giới hai nước. Đột nhiên Lý Hề Ninh với Xuân Nhi lại đến thư phòng thái tử, nhưng đã bị ngăn lại đứng lại, kẻ không phận sự không được tùy tiện bước vào. Bị chặn lại nên Lý Hề Ninh đắc ý nói, bổn cung phụng khẩu dụ của Thái hậu nương nương, đến đưa đồ ăn cho Thái tử điện hạ. Mong tiểu ca châm trước cho. Xuân Nhi bên cạnh tức giận hùa theo, hỗn xược. Nguyệt thường tại phụng ý chỉ của Thái hậu, chẳng lẽ ngay cả Thái hậu mà các ngươi cũng không coi người ra gì? Tiểu nhân không dám, Nguyệt thường tại, mời. Sau đó bọn họ đi vào trong. Bỗng nhiên nghe được Thái tử nói chuyện với tiểu toàn tử. Chuyến này phụ hoàng đi Bắc ký còn làm được một chuyện tốt, vì dân vì nước hoàng thượng lo cho vạn dân là phúc của con dân vân khởi mà lý hề ninh đã nghe hết tất cả mọi chuyện mà thái tử nói nên cô dừng bước nấp vào trong nghe thêm doãn khác ở bên trong lại không hề biết rằng lý hề ninh ở bên ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện doãn khác nói với tiểu toàn tử họ còn viết thư về nữa anh vừa đọc xong thì hơi ngơ ngác bộ ngày ấy nghĩ là ngày ấy đi du lịch à ai quan tâm mấy cái này doãn khác đọc tiếp trong thư viết nhưng trong lòng đào đào oán hận ta nhiều làm nàng ấy buông bỏ tâm lý đề phòng để theo ta về vân khởi vẫn cần mất một chút thời gian đọc xong lá thư doãn khác thấy cách lá thư ta còn tưởng tượng ra được bộ dạng của ngày ấy khi nói những lời này hề ninh nghe thấy thì thầm nhủ hắn còn muốn đưa lạc đào về vân khởi hay cho một đôi cầu nam nữ không biết liêm sỉ không thể nào ta tuyệt đối không thể để lạc đào có cơ hội có thể đặt chân vào vân khởi dù chỉ một bước xuân nhi đi nhìn thấy hai người bọn họ đi ra sớm như vậy nên công công mới tò mò hỏi nguyệt nương nương người đưa điểm tâm xong nhanh vậy ư nhưng bọn họ lại không thèm đếm xỉa tới khiến hắn cảm thấy mấy quý nhân này toàn cái tật gì đâu khi ra đến bên ngoài thì xuân nhi lên tiếng tiểu chủ quả là liệu sự như thần hoàng thượng đúng là ở bắc ký ngay sau đó cô ta tức giận đập lên cột gần đó hay cho một bậc đế vương bạc tỉnh bạc nghĩa bổn cung tốt với hắn mọi bề hắn lại vứt đi như giày rách còn ảo tưởng đưa lạc đào về làm trướng mắt bổn cung hay lắm đã vậy thì bổn cung sẽ khiến các ngươi có đi mà không có về cô ta nghiến răng nghiến lợi một cách u ám đột nhiên cô ta gọi xuân nhi lại đây xuân nhi hai ta chủ tớ có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mọi chuyện ngươi làm cho bổn cung, bây giờ bổn cung đều ghi nhớ, sau này bổn cung quyết không bạc đãi ngươi. Nghe vậy cung nữ bèn kiên định đáp lại, tiểu chủ yên tâm, Xuân Nhi nhất định nghĩ cách làm được cho tiểu chủ. Phía bên này, thái tử vì lâu ngày chưa nhận được tin tức đào hôn, bên phía Bắc Ký, nên bèn hỏi tiểu toàn tử, chuyện Vân Anh công chúa đào hôn, thám tử bên phía Bắc Ký đã có tin về chưa? Thái tử nói về vấn đề đó, làm cậu không biết trả lời sao? Vì trước đó khi bồ câu đưa thư chuẩn bị đi giao, thì đã bị Vân Anh gọi lại. Cô tức tối nói, tiểu toàn tử, ngươi điều tra ta. Nhìn thấy bồ câu đang đậu trên tay cô ấy, khiến cho cậu vô cùng kinh ngạc. Cô ấy, cô ấy sao lại chặn được bồ câu đưa thư ta gửi cho mật thám Bắc ký? Sau đấy Vân Anh huýt sáo cho tiểu toàn tử xem và nói rằng: "Thế nào, lợi hại chứ? Cái này là ta quấy giày cao thủ huấn luyện bồ câu hàng đầu Bắc ký, tận mấy tháng hắn mới đồng ý dạy ta đó." Hết cách nên tiểu toàn tử đành nói sự thật. "Phải, một công chúa nước đối địch như cô, vô cớ chạy đến Vân khởi ta, là ai cũng sẽ nghi ngờ. Điều tra cô thì đã sao?" nghe vậy thì đột nhiên vân anh ôm lấy chân tiểu toàn tử khóc lóc tiểu toàn tử ta biết chắc chắn ngươi sẽ không tin cái cớ đào hôn của ta nhưng ta biết làm sao được chẳng lẽ nói ta không màng vạn dặm xa xôi đi đến vân khởi chỉ để theo đuổi thái tử điện hạ các ngươi sao chắc chắn huynh ấy sẽ nghĩ ta vô cùng hoang đường không thể nói nổi vậy ra những chuyện đó đều là cái cớ cô chạy đến vân khởi là định theo đuổi thái tử điện hạ bọn ta ư trời cao làm chứng ta thật lòng muốn theo đuổi điện hạ của các ngươi tiểu toàn tử cầu xin ngươi ngươi nhất định phải giúp ta giấu huynh ấy có được không quay trở lại hiện tại, tiểu toàn tử thấp thỏm bối rối, lắc đầu trả lời. Thái tử điện hạ, vẫn chưa. Trong lòng cậu xin lỗi điện hạ, có điều nô tài làm thế này cũng là vì điện hạ sau này. Doãn khắc bảo, thôi vậy, bản cung đích thân trả lời thư cho phụ hoàng, chắc hẳn sẽ biết nội tình ở bên trong. Nghe điều đó thì tiểu thái giám chỉ đành bất lực trong lòng, công chúa, nô tài đã cố hết sức rồi, tiếp theo chỉ có thể nghe theo lệnh trời vậy. Đúng rồi, mấy hôm nay Vân anh đang bận gì vậy, sao không thấy bóng dáng cô ấy đâu? Tối đó, tại ngự hoa viên, Vân Anh cùng các cung nữ đang làm lồng đèn, là thế này sao? Nhìn cô cùng với các nữ hầu đang hì hục làm gì đó, nên anh đi tới họ y Vân Anh đang làm gì thế? Nghe giọng nói đó chính là anh, nên cô lên tiếng đáp lại. Là Doãn Khác à, ta nghe các cung nữ nói buổi tối họ định thả đèn trời, ta xin họ dạy ta làm đèn. Các cung nữ nhìn thấy thái tử liền cúi đầu chào, tham kiến thái tử điện hạ. Mau đứng lên đi, các ngươi làm cái gì thì cứ làm, đừng vì ta mà thấy mất tự nhiên. Sau đó họ tiếp tục làm lồng đèn, Vân Anh quay sang hỏi, Tỷ tỷ, dựng khung đèn xong rồi sao nữa? Sau đó phải làm thế nào tiếp theo? À, bọn ta dùng hồ dán để dán áo lên đèn. Cảnh Tượng Vân anh thích thú làm mọi việc như thế, khiến cho anh không khỏi suy nghĩ. Cô ấy quả thật tràn đầy hiếu kỳ với vạn sự vạn vật, vừa hoạt bát lại vừa đáng yêu nữa. Sau khi chiếc đèn lồng làm xong và được thả bay lên trời, khiến cho Vân Anh phấn chấn hỏi, "Thế này xem như là xong rồi sao?" Doãn Khác thấy vậy bèn đi tới khen ngợi cô. "Khá lắm, Vân Anh cô nương thật khéo tay." Tiếp theo chỉ cần đợi trời tối thì có thể trải nghiệm thú vui thả đèn ử, rồi bọn họ đi tới ngự hoa viên chờ đợi trời tối. Trong lúc chờ đợi anh đã kể cho cô nghe, về việc người phát minh ra đèn trời này, là thừa tướng Gia Cát Lượng của nước Thục, thời Tam Quốc, ban đầu là dùng để truyền tin quân sự vào ban đêm, về sau dần dần được dân gian dùng làm cầu phúc. Mọi người cho rằng viết điều ước của mình lên mặt đèn, ký tên đưa nó lên trời cao, như vậy thì sẽ được ông trời nghe thấy, thực hiện điều ước cho. Nghe vậy khiến cô vui vẻ hỏi, viết điều ước gì cũng được sao? không kinh kỵ gì viết điều gì cũng được nên càng khiến cô háo hức muốn viết nhưng trước khi viết cô dặn dò anh vậy doãn khác không được nhìn lén đâu đấy ừ anh vui vẻ gật đầu đồng ý nhưng khi mới viết được một chữ doãn thì bỗng nhiên dừng lại cô buồn bã thở dài hầy điều đó làm cho doãn khác khó hiểu sao vậy lúc nãy không phải vẫn còn ổn sao vì vậy cô xấu hổ quay đi chỗ khác nói không giấu gì doãn khác thật ra ta không biết viết chữ hán tuy nói cung đình có thầy giáo dạy học nhưng khi đó ta nghịch ngợm không nghiêm túc học hành điều ước này rất quan trọng với ta nếu thiên thần vân khởi đọc không hiểu chữ ta viết liệu có cho cho rằng ta không đủ chân thành không thực hiện cho ta không điều vân anh lo lắng làm cho anh có chút vui trong lòng nên nói rằng không sao ta dạy cô viết là được nghe có người dạy mình viết khiến cô không khỏi cảm kích đỏ mặt hỏi lại lần nữa thật thật sự có thể sao tất nhiên rồi cô lại gần đây nói rồi anh cầm lấy cây bút vân anh đang cầm rồi đứng đằng sau lưng và nắm lấy tay cô để chỉ dạy anh hỏi cô muốn viết gì Chính vì hành động và lời nói đó càng làm cho Vân Anh đỏ mặt xấu hổ thêm nữa. Đầu óc quay cuồng suy nghĩ, đây đây đây, ta có thể chịu nổi sao? Trường sinh thiên chân thần kính yêu, đây chính là hình phạt của người đối với Vân Anh vì đã nói dối sao, quá sức chịu đựng rồi. Cuối cùng sau một hồi, vẫn là Doãn Khác giúp Vân Anh viết ước nguyện lên trên. Vân khởi quốc thái dân an, Doãn Khác một đời bình an vui vẻ. Viết xong họ liền thả đèn bay lên trời. Khi những đèn trời đang bay lơ lửng trên bầu trời, mọi người dân nhìn thấy vậy đều vô cùng thích thú, nhìn thấy nhiều đèn trời đến như vậy cũng khiến cho vân anh thích thú vô cùng đẹp quá đang ngắm nhìn thì bỗng nhiên có một cái đèn trời rơi xuống ở trên đó ghi chữ doãn làm anh nhíu mày tự hỏi trong lòng vân anh công chúa rốt cuộc tại sao cô lại đến vân khởi đột nhiên doãn khác gọi vân anh làm cô quay đầu lại hỏi sao vậy nhìn thấy biểu cảm vui vẻ hào hứng của cô làm anh lái sang chuyện khác mấy ngày sau vân khởi có một bữa tiệc ta muốn mời cô tham gia không biết ý cô thế nào vì đang vui nên cô đã vui vẻ đồng ý được Phía bên Bắc ký, mọi người đều đang bàn tán về việc quan chấp chính mới đến. Tuy là một nữ tử nhưng có chút bản lĩnh đấy. Phải đó, nhờ cô ấy mà chúng ta mới có nguồn nước để dùng. Vì thế nên mỗi khi lạc đào và Dịch Uyên ra ngoài, mọi người đều vui vẻ chào đại nhân một cách niềm nở. Cô cũng chào lại mọi người niềm nở như họ. Trong lòng cô rất vui vì thái độ của họ đối với mình tốt hơn nhiều rồi. Đột nhiên Dịch Uyên cảm thấy khu vực quanh đây trở nên rộng lớn, đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt, bò cừu thành đàn, xem ra cách của nàng rất khá có thể thử áp dụng ở vân khởi tuy nhiên lạc đào lại phủ nhận khu vực địa lý khác nhau tình hình khác nhau cách này chưa chắc đã hiệu quả ở vân khởi đang đi trên đường thì cô bỗng nhiên nhìn thấy tề cách điều đó làm cô hơi khó hiểu đó là tề cách sao hắn lại ở đây đó là do hoàng thượng sai đến a à, ngạn cổ nghĩ cách của nàng có thể mở rộng ở bắc ký xây dựng kênh rạch cần nhân lực ta bèn điều động binh sĩ quân doanh bọn họ đến giúp đỡ nhìn thấy anh và cô nên tề cách bèn chào hoàng thượng một cách qua loa khiến cho hai người không biết nói sao sau đó thì tề cách chạy qua nắm lấy tay vui vẻ hỏi đào đào lâu rồi không gặp có khỏe không nhìn thấy thái độ của tề cách dịch uyên thầm nghĩ tiểu tử này đúng là vẫn phân biệt đối xử như xưa lạc đào vì thế trả lời cậu ta vẫn khỏe vất vả cho tề cách phải đến đây giúp đỡ không vất vả chuyện của đào đào cũng chính là chuyện của ta vì tề cách ngày cứ sát lại gần lạc đào khiến cho dịch uyên khó chịu đi đến trước mặt cô ngăn lại xong thì cười tươi nói tiểu tề tướng quân bôn ba đường xá mời đi ổn định chỗ ở trước đã các vị tướng sĩ, hai người bọn ta có chuyện khác phải bàn. Những lời nói của Dịch Uyên làm cho Tề Cách không thể phản bác lại câu nào, mà chỉ có thể tức tối trong lòng, hừ, đế vương vô tình như ngài, đừng tưởng ta không biết ngài đuổi theo đến đây là có ý gì, ta sẽ không dễ dàng gửi gắm đào đào cho ngài như vậy đâu. Vì hết cách, Tề Cách bảo mọi người đi trước, khi đi có vài quân sĩ nhìn chằm chằm vào Dịch Uyên và Lạc Đào, rồi thì thầm với nhau, là bọn họ sao, tuy nói bọn họ đã đổi cách ăn mặc, nhưng giống hệt trong tranh chân dung mà vị kia đưa cho chúng ta. Xác nhận mục tiêu chính xác. Các huynh đệ, mai phục sẵn sàng, chờ đánh rắn động cỏ, nhất định phải nhắm chuẩn thời cơ, giết bọn chúng." Hắn ta nói với đồng bọn, rồi cười một cách gian ác. Nhìn về phía hai người đi trên sa mạc đầy gió lớn, Lạc Đào nói với Dịch Uyên rằng, bãi cỏ của bộ lạc Vuliani chấm dứt tại đây. Xem ra nơi này chính là nơi bắt đầu gió cát của bộ lạc. Dịch Uyên liền có thắc mắc về quyết tâm của cô. Trước đó nàng nói muốn trồng cây trên đất sa mạc để lùi cát, trả lại rừng là nghiêm túc sao? Lạc Đào liền lôi cành cây ra nói, tất nhiên là nghiêm túc, ta mang cả cây giống đến rồi. Lúc này có mấy tên lính giả danh, cô nam quả nữ đúng là thời cơ tốt để ra tay. Nói xong bọn chúng đang định xông lên tấn công hai người, thì Tề Cách bỗng xuất hiện hỏi, các ngươi lén la lén lút làm gì đó? Bọn chúng liền run rẩy lắp ba lắp bắp tình lý do, ơ, ờ, cái này bọn ta. Tuy sự việc ồn ào như vậy nhưng hai người vẫn không hay biết gì hết. Tề Cách tưởng bọn họ lười biếng liền kêu bọn họ làm việc, làm biếng gì hả? Còn không mau đi lên giúp đỡ. Bọn chúng thở phào, cũng may chưa bị lộ. Sau đó bọn chúng nhận lấy sẻn đào đất, vâng vâng. Ngay lập tức giả vờ nghiêm túc cần cù tận tụy làm việc. Nhìn thấy bọn họ nghiêm túc trồng cây như vậy, Lạc Đào nói hy vọng chúng có thể sống sót. Vài ngày sau chúng ta lại đến xem thử. Lúc này ở trong Tử Ninh cung, Hoàng thái hậu và Doãn Khác đang nói chuyện vui vẻ với nhau trong bữa ăn. Hoàng thái hậu gấp thức ăn cho Doãn Khác rồi lo lắng nói: "Nào nào nào, dạo này Khác Nhi xử lý việc nước vất vả rồi, chắc chắn là đói bụng lắm, ăn nhiều vào." Doãn Khác thấy vậy liền cười: "Cảm ơn tổ mẫu, đủ rồi đủ rồi, đủ rồi ạ." cảm ơn hoàng tổ mẫu lúc này hề ninh liền xuất hiện mang đồ ăn tới thái hậu nương nương thương xót điện hạ điện hạ chớ từ chối nữa hoàng thái hậu thấy vậy liền cười trừ khen ngợi hề ninh con bé này bận rộn cả buổi chiều rồi chứ gì đều là người một nhà con cũng ngồi xuống cùng ăn chung đi đa tạ thái hậu nương nương yêu mến ngay lúc này doãn khắc nghiêm túc đặt đũa xuống hoàng tổ mẫu thật không dám giấu lần này con đến là có việc muốn xin hoàng tổ mẫu giúp đỡ hoàng thái hậu có chút tò mò hỏi hả việc gì là thế này có một nữ tử rất ân cần với con, con luôn không hiểu được trong lòng cô ấy nghĩ gì, muốn nhờ hoàng tổ mẫu xem giúp. Nói xong anh liền đỏ mặt suy nghĩ, hoàng tổ mẫu hiểu nhiều biết rộng, chắc chắn có thể nhìn thấu ý đồ của Vân Anh khi đến Vân Khởi. Hoàng tổ mẫu vui vẻ nói, ai ra hiểu rồi, khác nhi nhìn chúng cô nương nhà nào rồi, muốn ai ra xem giúp cô nương có y với nó không? Hoàng thái hậu nói xong thì vui vẻ bảo, khác nhi, con yên tâm đi, cứ để hoàng tổ mẫu lo. Nói xong liền vui trong lòng, tốt quá, không được ôm cháu thì ôm chất cũng không tệ đâu sau khi nghĩ xong thì nhờ vả hề ninh nguyệt nhi thêm một người thêm một phần sức lực hôm đó con cũng đi nhé hề ninh nghe xong liền đáp vâng vào ngày hôm sau khi vân anh tới ngự hoa viên vừa đi vừa lẩm bẩm chẳng phải nói có tiệc gia đình sao sao lại đến ngự hoa viên doãn khác thấy vân anh tới thù vui vẻ gọi lại vân anh ở đây tiệc gì mà thần bí thế đi theo ta là biết ngay khi vừa bước vào thì hoàng thái hậu lên tiếng chào hỏi cô chính là vân anh cô nương nhị ta là hoàng tổ mẫu của khác nhi chỉ là một bữa tiệc gia đình nho nhỏ cô nương không cần căng thẳng cứ thư giãn đi vân anh thấy hoàng tổ mẫu của doãn khác xuất hiện chào hỏi mình nhiệt tình như vậy cô ngại ngùng đỏ mặt quay đi nghĩ thầm hoàng hoàng tổ mẫu chẳng lẽ chẳng lẽ đây chính là gặp phụ huynh trong truyền thuyết mới đó đã tiến triển nhanh vậy rồi vân anh ấp úng ta ta không ngờ ngay lúc này hề ninh lại bê đồ bước vào ồ vân anh cô nương đến rồi à vân anh thấy vậy liền u ám cúi xuống nói xí sí, ta biết ngay không có chuyện tốt vậy mà cô kia cũng ở đây âm hồn bất tán Thái hậu thấy hai người quen nhau liền có chút thắc mắc, Nguyệt Nhi, con quen Vân Anh cô nương. Hề Ninh chỉ đáp hờ hững, sau đó lại bê đồ nịnh nọt Thái hậu, từng tình cờ gặp một lần. Thái hậu dùng bữa cùng điện hạ và khách quý, Hề Nguyệt sẽ hầu hạ người. Thái hậu khen ngợi, con ngoan, vất vả cho con rồi. Lúc này Thái hậu mới vẫy tay vui vẻ mời Vân Anh đi tới. Nào nào nào, Vân Anh cô nương, khác nhi, hai người mau tới ngồi cạnh ta. Vân Anh ngại ngùng đi tới. Ôi chao, cô nương thông minh lành lợi thật tốt. Cô nương đến từ đâu, năm nay bao nhiêu tuổi vậy? bình thường hay đọc những sách gì? Vân Anh ấp úng không biết nên trả lời gì trước. Ta, ta. Doãn Khác thấy thế thì ngăn Hoàng Thái Hậu lại, Hoàng Tổ Mẫu. Trong lòng anh khó hiểu nghĩ, không phải là gặng hỏi ý đầu của Vân Anh sao, sao lại hàn huyên tâm sự rồi. Thái Hậu thấy Doãn Khác xen vào thì dùng ánh mắt lườm anh. Tiểu tử này có hiểu gì về tâm tư của nữ chứ, đừng xen vào. Mắng anh xong thì lại dịu dàng hỏi Vân Anh. Vân Anh cô nương, cô thấy khác nhi nhà ta thế nào? Vân Anh thấy Thái Hậu hỏi thẳng như vậy thì có chút ngại ngùng đáp, huynh ấy, huynh ấy rất tốt. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Doãn Khắc xen vào, khiến một người đứng hình, một người thì tức giận. Cháu im đi, thấy câu trả lời vẫn có chút chưa rõ ràng, Thái Hậu hỏi lại, nó rất tốt sao? Vì, vì vậy cô đối với nó. Vân Anh đành phải trả lời, ta, ta thích. Thì đột nhiên Hề Ninh nhét miếng quýt để chặn lời nói của Vân Anh. Sau đó giả tạo nói, Vân Anh cô nương chớ căng thẳng, ăn miếng quýt cho đỡ sợ đi. Hề Ninh nghĩ, cô ta là na cha cưỡi phong hỏa luân, đầu thai hả, sao tự dưng lướt tới đây vậy? lúc này thị vệ của thái tử ngăn một người muốn quấy rối bước vào bên trong đại nhân đại nhân người không được vào đại nhân kia hung hăng bảo tránh ra ta có chuyện quan trọng khởi tấu thấy vậy doãn khác kêu thị vệ tô toàn để hắn vào hắn là quách do binh bộ thượng thư không phép tác tức giận đùng đùng điện hạ nhưng lại thấy thái hậu ở đó hắn khựng lại cúi chào tham kiến thái hậu nương nương hắn bắt đầu trình bày với thái tử rằng thái tử điện hạ thần đã nhiều lần dâng tấu hoàng thượng mắc bệnh nặng vi thần lo cho hoàng thượng cho hỏi thái tử điện hạ có thể chuẩn tấu cho vi thần đến thăm hoàng thượng không hề ninh nghe thấy vậy liền vui trong lòng có ngoại thần ở đây vừa khéo có thể chứng thực lời đồn doãn khác nghe xong thì bảo quách đại nhân là thần tử lo cho phụ hoàng có thể thấy được lòng trung thành của đại nhân với vân khởi phụ hoàng vẫn đang nghỉ dưỡng tùy tiện gặp người khác e rằng bệnh tình càng nặng thêm mời quách đại nhân về cho hề ninh cô ta nhân cơ hội này tiến gần giả vờ ngăn doãn khác thái tử điện hạ chớ uống quá nhiều cô ta rõ ràng là cố ý muốn chạm vào tay của thái tử để cho quách do nhìn thấy mà nghi ngờ, dấy lên nỗi nghi hoặc. Rồi cô ta lại giả nai mà nhẹ nhàng nói, xin lỗi điện hạ, bổn cung chỉ muốn nhắc nhở ngài, không hề có ý mạo phạm. Quách do thấy hai người đụng chạm như vậy, thầm nghĩ, hoàng thượng vẫn đang bệnh, thái tử điện hạ bất chấp luân thường đạo lý, dây dưa với phi tử hậu cung, quả thật hoang đường. Sau đó doãn khắc bảo, nếu quách đại nhân không còn chuyện gì khác, thì tạm thời lui xuống đi. Nghe vậy khiến ông hiểu lầm trong lòng, hừ. Hoàng thượng bệnh nặng không tiện gặp người khác gì chứ, ta thấy toàn là cái cớ, để thái tử lòng lăng dạ sói nắm giữ triều chính mà thôi. Nhưng ông ấy không thể vạch trần thái tử ở đây được, nên bèn cúi đầu cung kính. Vâng, rồi rời đi với ý nghĩ, hoàng thượng, vi thần nhất định sẽ nghĩ cách cứu người khỏi nước sôi lửa bỏng. Đại nhân rời đi, thì doãn khác mới lấy ly trà tạt lên mặt hề ninh một cách lạnh lùng. Vì thế cô ta kinh hãi nhìn anh. Ngươi, ngay lập tức anh mỉm cười, xin lỗi nguyệt nương nương, bổn điện hạ nhất thời trượt tay, không hề có ý mạo phạm. Nhìn thấy cảnh tượng đó làm cho Vân Anh không nhịn được mà cười khen, làm tốt lắm doãn khác biết hai người bọn họ không thích mình nên Hề Ninh tủi thân quay sang Thái Hậu. Nhưng bà không thèm quan tâm đến cô, chỉ bảo được rồi, tất cả đừng ồn nữa. Ai ra mệt rồi, nên quay về đây. Trước khi đi, bà còn cười mỉm nhìn Vân Anh, Vân Anh cô nương chớ chê ai ra lắm lời. Nếu cô nương có rảnh thì nhớ thường xuyên đến từ Ninh Cung thăm ai ra nhé. Nghe thế khiến cho cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Thái Hậu. Dứt lời bà ấy còn cười nhìn hai đứa mà bảo, ai ra coi trọng hai đứa đấy. Điều đó làm cho Doãn Khắc ngơ ngác tại chỗ, không biết Hoàng Tổ Mẫu rốt cuộc người muốn làm gì. Đã nói là giúp cháu thăm dò đâu. Lúc này tại Bắc Ký, cái cây đang bị khô héo bởi ánh nắng mặt trời, nơi đây khiến cho cây không thể sinh sống được. Vì thế Dịch Uyên bên cạnh Lạc Đào an ủi, "Không sao, cái cây này khô héo thì chúng ta đổi một loại cây khác để trồng." Nghe anh an ủi khiến cô trở nên phấn chấn hơn, "Ngài nói phải, ta sẽ không từ bỏ như vậy đâu." Vì thế cô sai ba binh sĩ đang nghỉ mệt ở đó, "Ra lệnh các ngươi mau lại đây, trồng tiếp đi." Bọn họ mệt mỏi mà trồng tiếp một cái cây mới. Nhưng vài ngày sau, Lần thứ hai cái cây cũng chết, do không chịu được môi trường khắc nghiệt ở đây. Vì thế cô kêu họ trồng lại, ta không tin. Bọn họ cũng cổ vũ lẫn nhau, trồng lại cái cây, nhưng kết quả cái cây vẫn chết. Không chịu được kết quả đó, cô tức giận đến nỗi xì khói. Bảo bọn họ, tiếp nào. Điều đó khiến cho họ mệt mỏi, vì rõ ràng họ là sát thủ. Sau đấy cô quay về lều mình than thở với Miểu Miểu, ta đã đổi giống cây mười mấy lần, trồng nhiều cây non như vậy rồi, tất cả đều khô héo mà chết, không sót cây nào, tim ta mệt quá. Tại sao cách cách cố chấp với trồng cây như vậy, người đã làm đủ nhiều cho bộ lạc này rồi." Cô liền phủ nhận lời nói của Miểu Miểu, "Không không không, trồng cây rất hữu ích đó. Có câu nói rất hay, muốn giàu có." Câu sau Dịch Uyên nói chen vào, "Thì trước tiên phải trồng cây." Làm cô ngạc nhiên hỏi, "Dịch Uyên, sao ngài lại tới đây?" Nghe đồn rằng mấy cái cây nàng hao tổn tâm sức trồng xuống, không cây nào sống sót, ta lo nàng suy sụp bực dọc, tâm trạng không tốt nên đến xem thử. Nghe vậy thì Lạc Đảo nhụt chí buồn bã, "Phải, chết hết rồi." Nghe vậy thì anh hỏi lúc ta đến bộ lạc này, thấy cây hồ dương trong sa mạc mọc khá tốt, tại sao không trồng cây hồ dương trên diện tích lớn, lại cứ thích mấy giống cây rau quả chứ? Cư dân bộ lạc Vưu Lý Ani thường ngày sinh sống toàn dựa vào sản phẩm từ bò cừu. Hiện giờ Bắc Ký Vân khởi mở rộng thông thương, Vân khởi dân đông của nhiều, hai bên mua bán chắc chắn Bắc Ký phải chịu thiệt. Vì vậy nàng muốn để con dân Bắc Ký phát triển ngành sản xuất rau quả, mới tự cung tự cấp, có nơi nương tựa ư? Trong lòng anh lúc này có chút không vui, vì nàng ấy hết lòng hết dạ với người Bắc Ký quá cơ đáng ghét, rốt cuộc ở đâu mới là đất mẹ của nàng ấy. Rồi cô nằm xuống, ước gì nếu có cây hắc mai biển, thì tốt rồi. Hắc mai biển, hệ thống dễ dài và chịu hạn, tích hợp sinh trưởng trong sa mạc, quan trọng nhất là hắc mai biển, he he, chua chua ngọt ngọt, bao ngon. Chỉ nghĩ đến thôi cô cũng đã thèm rồi. Đột nhiên cô chợt nhớ ra liền nói với hoàng thượng. Ngài mau sai người gọi A ngạn cổ và tăng đạt đến đây, ta có chuyện quan trọng muốn bàn. Lúc này tại dưỡng tâm điện, các triều thần đang họp. Một người đứng lên và nói, thái tử điện hạ, quách đại nhân có chuyện quan trọng khởi tấu doãn khác bình tĩnh hỏi chuyện gì thì ông ta trả lời vi thần quách do muốn tố cao thái tử điện hạ đức hạnh thiếu sót dây dưa không rõ với phi tử hậu cung làm trái cương thường nghe điều đó làm cho mọi người không thể tin nổi cho rằng quách đại nhân điên rồi sao đang nói nhăn nói cội gì vậy nhưng dạo này quả thực hạ quan có nghe được một vài thứ lời đồn về thái tử điện hạ và nguyệt thường tại tiểu toàn tử bên cạnh cảm thấy lo lắng vị quách đại nhân này hỏng rồi chắc chắn ông ta muốn mang chuyện của nguyệt thường tại diêu giao vì thế cậu nhanh chóng sai một thái giám đi người tức tốc đến tường phúc cung tìm vân anh cô nương cứ nói có kẻ muốn mang chuyện của nguyệt thường tại gia bôi nhọ sự trong sạch của thái tử điện hạ càng nhanh càng tốt vâng sau đó thái giám nhanh chóng chạy đi tìm vân anh cô nương còn doãn khác lên tiếng e là quách đại nhân hiểu nhầm gì rồi chăng đó là nguyệt thường tại phụng lệnh thái hậu đến thăm bổn cung không ngờ trong mắt quách đại nhân tình thương của hoàng tổ mẫu lại thành chuyện đê hèn như vậy nhưng vị quách đại nhân này lại cố chấp bảo có câu không có lửa làm sao có khói Điện hạ luôn miệng nói rằng hoàng thượng vẫn còn đang bệnh, nhưng quay người một cái lại hoàn toàn vô trách nhiệm, có tình riêng với phi tử của hoàng thượng. Tuy nói kẻ làm thần phải chung với vua, nhưng vi thần tuyệt đối không chung với vị quân chủ, đức không xứng với ngôi thế này. Lúc này tại tường phúc cung, khi Vân Anh đang chơi với chim thì thái giám vội chạy đến hỏi. Cô là Vân Anh cô nương phải không? Là ta, sao vậy? Cô nương mau đi theo tiểu nhân, thái tử điện hạ gặp phiền phức lớn rồi. Tại dưỡng tâm điện, quách đại nhân đang truy cứu trách nhiệm đến cùng. Chuyện này hệ trọng, thần xin được gặp mặt hoàng thượng để hoàng thượng chủ trì được đại cục nghe câu đó thì anh có thể hiểu được ngay ông ấy muốn gặp phụ hoàng quách đại nhân này tuy ăn nói hơi ngạo mạn nhưng trong lòng trung thành với phụ hoàng xem ra ông ta chỉ quá hóa cùng mà thôi khi đang chuẩn bị xử trí ông ta thì vân anh xuất hiện lên tiếng các vị đại nhân chớ nghe vị quách đại nhân này ăn nói linh tinh bôi nhọ sự trong sạch của điện hạ mỗi lần nguyệt thường tại thay thái hậu đến thăm thái tử điện hạ ta đều có mặt ta có thể làm chứng hai người họ không hề có hành vi nào vượt quy củ cả nhìn thấy cô làm anh kinh ngạc vì sao cô ấy lại đến đây? Hỏng rồi, thân phận của cô ấy. Nhìn thấy cách ăn mặc của vị cô nương này không phải là của người Vân Khởi, mà là của người Bắc Ký. Điều đó làm cho mọi người đều bất ngờ, vì sứ đoàn Bắc Ký đã về nước từ lâu rồi. Mọi người đều thắc mắc, tại sao Thái tử Điện Hạ lại quen biết người Bắc Ký, còn rất thân thiết nữa. Vì vậy bọn triều thần liền kịch liệt ác ý nói, Thái tử Điện Hạ, nữ tử này xuất thân địch quốc, thân phận không rõ, chắc chắn là gian tế, mau bắt cô ta lại. Doãn khác thấy tình hình không ổn bền bỏ bọn họ, đủ rồi quách đại nhân quỳ xuống thái tử điện hạ vi thần cũng là vì nghĩ cho quốc gia vì vậy anh bước xuống giải thích với mọi người cô ấy không phải là gian tế gì cả là khách quý bổn cung mời đến nghe điều đó làm cô cảm thấy vui trong lòng huynh ấy vậy mà lại bảo vệ ta ở trước mặt quần thần nhìn thấy cô như vậy thì anh liền nói nhỏ sững người làm gì đấy đi rồi anh nắm lấy tay vân anh mà rời đi mặc cho những lời khuyên ngăn của đại thần điện hạ xin điện hạ cân nhắc nhưng anh lạnh lùng bảo bãi chiều không quan tâm lời bọn họ nói hai người bỏ đi đến vườn mai mặc dù đã đến nơi nhưng doãn khác vẫn cứ nắm chặt tay vân anh vì vậy vân anh bèn bảo doãn khác huynh đi chậm chút doãn khác huynh làm ta đau cô vùng vẫy thoát ra nhưng vẫn bị anh nắm chặt sau khi đã đến được một nơi vắng vẻ thì anh mới thả tay cô ra cô cũng nhanh chóng xin lỗi lúc nãy để bọn họ nhận ra thân phận của ta xin lỗi hình như ta gây rắc rối cho huynh rồi ngay lập tức anh to tiếng chẳng phải cô nên ở tường phúc cung ư tại sao lại đột nhiên chạy đến đại điện vì người đó hiểu lầm huynh ta lo cho huynh nên mới nhưng chưa kịp nói hết thì anh đã xen vào của trách ta bị hiểu lầm chẳng xá gì cô có biết một khi thân phận công chúa bắc ký của cô bị nhận ra sẽ có hậu quả gì không vân khởi và bắc ký kết oán đã lâu có không ít người vân khởi hận người bắc ký thấu xương nhớ cô có tổn hại gì châm ngòi hai nước phân tranh không để doãn khác nói hết cô ấm ức bảo xen vào sao có thể để người đó bôi nhọ huynh như vậy được ta đã nói rồi ta không hề để tâm bị người khác hiểu lầm nhưng ta lại để tâm doãn khác hỏi tại sao ngay sau đó vân anh òa khóc bởi vì bởi vì ta thích huynh đấy ngốc ạ à, nghe điều đó làm cho anh kinh ngạc hỏi lại cô nói cái gì cô khóc to hơn ta trăm phương ngàn kế trốn từ bắc ký đến đây hao tổn tâm sức lấy lòng huynh bất chấp tất cả muốn bảo vệ huynh đều là vì bảo vệ huynh ta đã nói xong rồi ta biết có lẽ nhất thời huynh không chấp nhận được trước giờ luôn gây ra quá nhiều rắc rối cho huynh xin lỗi nói xong rồi thì cô nhanh chóng quay người bỏ đi không dám nhìn mặt anh nữa còn doãn khác thì đứng hình mặt đỏ chót vót cô ấy cô ấy đã nói thích ta lúc này tại bắc ký Dịch Uyên đã mang Tăng Đạt và A Ngạn Cổ đến nói với Lạc Đào, người nàng cần tìm đến rồi. Đến nơi A Ngạn Cổ thắc mắc hỏi, có chuyện gì quan trọng cần bàn vậy? Cô vội vàng đứng dậy hỏi, A Ngạn Cổ, Tăng Đạt, hai người có biết cây hắc mai biển không? Nghe đến cái tên lạ hoắc như vậy, nên hai người họ không biết đó là vật gì. Chưa nghe bao giờ. Vì thế cô đưa tay ra hình dung cho họ hiểu, chính là loại cây màu xanh cao từng này, có thể ra quả, quả mọc ra có màu vàng chua chua ngọt ngọt. Nhưng càng nghe cô diễn tả, thì hai người càng hoang mang hơn không biết đó là gì hết cách cô bất lực hỏi có giấy bút không a à, ngạn cổ liền sai tăng đặt đi lấy tìm được giấy bút rồi thì nhanh chóng đưa cho cô đại nhân đây là giấy bút cô cần nhận được giấy bút cô liền cầm lên vẽ và nói với họ chính là loài cây trông thế này nhìn hình họ vẫn không thể nhận ra đó là cây nào và chưa từng thấy bao giờ nhìn phản ứng của họ cô không thể tin được sao lại như vậy cơ chứ đất đai nước mình phải có hắc mai biển mới đúng chứ chẳng lẽ mình đã xuyên không đến thời đại hư cấu ngay cả cây trồng cũng hư cấu không tồn tại nữa không đúng, cho dù đại lục hư cấu thì môi trường cũng phải giống nhau chứ. Bỗng nhiên Tăng Đạt nhận ra một điều bèn nói. Đại nhân sa mạc rộng lớn, có rất nhiều thực vật chưa rõ, có lẽ nó không phải không tồn tại, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. Ông nói đúng, xưa có thần nông đạp đồng hoang nếm trăm cây thuốc. Nay có lạc đào tìm hắc mai biển trong sa mạc. Nghe vậy dịch uyên hỏi lại, nàng muốn đi tìm hắc mai biển trong sa mạc ư, như thế không được. Sa mạc rộng lớn vô biên, không ai biết biết nơi đó ẩn chứa nguy hiểm gì. Nàng tùy tiện đi tới đó không an toàn, rồi anh cốc đầu cô cảnh cáo, bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng nói vô lều. Trừ phi ta đi cùng cô ấy. Tề cách đi vào đắc ý trong lòng, muốn một mình tận hưởng thế giới hai người với lạc đào, không có cửa đâu. Nhìn thấy tề cách đã khiến cho anh không vui. Đã vậy tề cách còn là cái tên chuyên phá hoại bầu không khí, đó là lời thoại của ta. Tề cách lên tiếng. Đào đào, hoàng thượng là cử vũ trí tôn, tấm thân ngàn vàng sao có thể dấn thân vào nguy hiểm chứ. Trong lòng cậu vô cùng không thích dịch uyên mà mắng trong lòng tên công tử bột tay không thể sách, vai không thể gánh, lượn qua một bên đi. Nhưng Dịch Uyên cũng không phải là người chịu im miệng, lên tiếng mỉa mai, sa mạc nguy cơ khắp nơi tề cách tiểu công tử hành sự liều lĩnh, e là không hợp lắm đâu. Trong lòng anh cũng chửi lại tề cách, đồ con nhà võ không có đầu óc như ngươi, biến đi. Thấy vậy A Ngạn Cổ giơ tay lên tiếng vui vẻ bảo, nếu các ngươi không ai thuyết phục được ai, chi bằng ta đi cùng vị hôn thê. Thì ngay lập tức cả hai quay đầu lại hung dữ nhìn anh. Đừng có hỏng, điều đó làm cho anh ta như tổn thương lòng tự trọng, cho rằng, thì ra bản thân mình không có tư cách. Thấy tình hình không nên như vậy, nên lạc đào thở dài lên tiếng. Thôi ta đi cùng tế cách vậy, còn về ngài, ngài cứ đợi ở đây, đợi bọn ta trở về. Ngày hôm sau ba người bọn họ đi ra sa mạc, dịch uyên buồn bã nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Người mà đào đào lựa chọn trong tim không phải ta, lúc này tăng đặt đi đến, mang theo một con lạc đà và bảo. Đại nhân, tề tiểu tướng quân, đi đường xa mạc cưỡi lạc đà vẫn tiện hơn, ta dắt tới cho hai người rồi này đại nhân cầm lấy mấy cái này để dùng khi cần đến bôi thuốc này có thể xua rắn độc chỗ này là dây thừng lỡ gặp phải cắt trẻ có thể cứu mạng còn có chỗ đồ ăn này nữa những điều đó làm cô cảm kích tăng đạt vì đã chuẩn bị đầy đủ như thế giúp mình còn tề cách thấy chỉ có một con lạc đà thế chẳng phải cùng cưỡi chung một con với đào đào nghĩ đến đây cũng làm cho tề cách vui sướng mà uốn éo dịch uyên phía sau hiểu được suy nghĩ của cậu bèn không vui đúng là hay cho tề cách nhà ngươi vì thế anh đi đến dập tắt suy nghĩ màu hường của cậu và nói tỉnh lại đi đây mới là lạc đà của ngươi, đừng tưởng chẫm không biết ngươi đang ảo tưởng cái gì. Chẫm cho ngươi hay, đừng có mơ. Vừa nhìn thấy Dịch Uyên làm tề cách tức, nhưng vẫn phải tươi cười đa tạ hoàng thượng nhắc nhở, ta sẽ cùng Đào Đào thỏa sức hưởng thụ chuyến đi sa mạc lần này. Sau đấy Tăng Đạt nói với Lạc Đào, "Lạc Đà của bọn ta đã được thuần hóa đặc biệt, mời đại nhân cưỡi Lạc Đà." Rồi cô ngồi lên lưng Lạc Đà vui vẻ quay lại hỏi, "Tề cách đã chuẩn bị xong chưa?" "Xong rồi." Trước khi hai người xuất phát, A Ngạn Cổ đã dặn dò, lạc đào tề tiểu tướng quân chuyến đi sa mạc lần này phúc họa khó lường bổn vương chỉ cho hai người thời gian một ngày nếu một ngày sau hai người chưa về bổn vương sẽ đích thân phái quân đội đi tiếp ứng cho hai người rõ chưa hai người đồng thanh đáp rõ xong rồi hai người bắt đầu lên đường đi tìm giống cây mà lạc đào cần dịch uyên ở phía sau nhìn lạc đào rời đi mà buồn bã a à, ngạn cổ bên cạnh đặt tay lên vai hỏi sao vậy không yên tâm à đột nhiên anh ta lấy ra thêm một con lạc đà và nói hoàng đế vân khởi các ngươi không tự tin như thế lúc nào vậy nếu thật sự không yên tâm chi bằng chủ động đuổi theo đi chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi điều đó khiến cho dịch uyên vô cùng cảm kích a ngạn cổ mà đa tạ rồi nhanh đuổi theo hai người bọn họ nhìn thấy ba người kia đã rời đi nên tăng đạt và a ngạn cổ cũng quay về chờ đợi mà lúc này có hai tên sát thủ quan sát từ nãy tới giờ tên đàn em nói với đại ca bọn họ đi cả rồi vì dân sinh mà quyết tâm thay đổi cải thiện xã hội xả thân mạo hiểm đi vào sa mạc chỉ để tìm kiếm cây trồng đối với bách tính mà nói bọn họ quả thực là quan tốt hiếm có một tên khác cũng thấy vậy nên lên tiếng xin, "Đúng là người tốt thật, đại ca hay là chúng ta tha cho họ?" Nhưng đại ca nghe đến việc tha thứ thì tối sầm mặt lại, quay đầu nói, "Không được, nhận tiền làm việc, sát thủ chúng ta cũng phải có đạo đức nghề nghiệp." Một tên khác thấy ba người bọn họ đi vào sa mạc nên đưa ra chủ ý, "Đại ca, ta đề nghị chúng ta bám theo, đóng giả làm người bắc ký rồi giết họ. Sau đó lại giá họa cho người bắc ký, thế nào? Có phải rất hoàn hảo không?" Nghe vậy càng khiến cho đại ca tức giận cốc đầu hắn ta và giải thích, "Ngươi ngốc à?" đã nói là sa mạc nguy hiểm đi theo nộp mạng sao vậy chúng ta tính sao đây cứ để cơ hội lần này vụt mất sao đại ca hung ác lạnh lùng nói với họ chuyển lệnh xuống đợi trên con đường bọn họ phải đi qua lúc trở về nếu bọn họ chết trong sa mạc là tốt nhất nếu như không chết chúng ta hãng ra tay cũng không muộn tại tẩm điện vào ban đêm doãn khác nằm chăn trở mãi mà không ngủ được anh nhớ đến cảnh tượng vân anh khóc hồi sáng nhưng anh đột nhiên mở to mắt ra anh đỏ mặt bật dậy doãn khác đỡ chán đúng rồi đây không phải mơ anh hối hận về những điều mà hồi sáng mình đã nói với cô biểu hiện lúc đó của ta có phải hơi tổn thương người khác chăng nhưng rồi anh lắc đầu không cho phép bản thân nghĩ về vân anh nữa ngưng không được nghĩ nữa anh đẩy cửa đi ra ngoài hôm qua còn rất nhiều công văn chất đống vẫn chưa xử lý doãn khác ngồi vào bàn giải quyết công văn một hồi sau anh tự thôi miên chính mình doãn khác ngươi không được dễ dàng bị ảnh hưởng kể từ bây giờ ta phải tập trung anh nghĩ thế thì vô cùng hứng khởi chuẩn bị bắt đầu xử lý công văn Tiểu toàn tử đứng ở bên cạnh lo lắng suy nghĩ, hôm qua không biết điện hạ đã kéo Vân Anh cô nương đi đâu. Vân Anh cô nương là do mình gọi đến đại điện, điện hạ sẽ không vì thế mà trách cô ấy chứ. Còn Doãn khác thì mãi tập trung suy nghĩ, phải tập trung, phải tập trung. Tiểu toàn tử lấy hết can đảm lên tiếng gọi, "Điện hạ, Vân Anh cô nương." Nghe thấy tên Vân Anh thì mặt anh đỏ bừng, anh lắp bắp, chột dạ đáp lời của tiểu toàn tử, "Không có, lúc nãy bổn điện hạ không hề nghĩ đến cô ấy nhá. Cho cho dù cô ấy tỏ tình với ta." ta cũng không thể nào mảy may lay động bổn điện hạ. Tiểu toàn tử ngạc nhiên, nghe thấy điều mà anh ta không thể ngờ tới. Hả, tỏ tình. Anh ta nghe điện hạ tỏ tình thành công thì vui vẻ như mở hội ở trong lòng. Tỏ tình thành công rồi, tiểu toàn tử hưng phấn tò mò lại gần hỏi. Vậy thái tử điện hạ ngài trả lời thế nào? Anh buồn bã nói, tiểu toàn tử, hình như ta làm hỏng chuyện rồi. Anh đỏ mặt suy nghĩ, có lẽ ta nên đi xin lỗi cô ấy chăng? Hôm đó, hình ảnh cô ấy bỏ đi trông rất thất vọng. Nhưng rốt cuộc phải mở lời thế nào mới tốt đây, hay là ta đi thỉnh giáo hoàng tổ mẫu vậy? Tại Từ Ninh cung, Thái hậu tức giận quát, quỳ xuống. Hề Ninh căng thẳng quỳ xuống theo lời bà. Thái hậu, không biết Nguyệt Nhi đã chọc giận người ở đâu, người cho Nguyệt Nhi biết đi, Nguyệt Nhi nhất định sẽ sửa. Thái hậu lên tiếng cảnh cáo. Ô tô Lý thị to gan, ai ra giả rồi nhưng không có ngốc. Chuyện Quách đại nhân tố cáo thái tử ở trên triều, trắng trợn thổi phồng hai người có tư tình. Chẳng lẽ ai ra không đoán được, kẻ nào đổ thêm dầu vào lửa sao? À ta khóc lóc tỏ vẻ bản thân vô tội. Thái hậu, Nguyệt Nhi bị oan, Nguyệt Nhi phụng lệnh Thái hậu đi thăm điện hạ. Tuyệt đối không có ý nghĩ không ăn phận. Thái hậu không hề tin lời ả à ta nói. Bà căm ghét nhìn ả à ta. Có hay không có, ai ra nhìn thấy rất rõ ràng. Mấy ngày trước ở đỉnh Trúc, ngươi dùng chút mánh khóe. Khác Nhi đã dạy dỗ ngươi. Ai ra không truy cứu cho qua, Thái hậu nâng cao giọng để ả à ta có thể nghe thấy rõ. Nhưng ngươi không nên dạy mãi không sửa rước tai vạ lên chiều. Cuối cùng bà hạ quyết tâm xử phạt ả à ta ngay. Ngày hôm nay ai ra tước phong hiệu của ngươi, dáng làm đáp ứng suốt đời không được bước chân vào dưỡng tâm điện nửa bước à ta nghe vậy thì níu chặt lấy ta áo nước mắt chảy ròng ròng vô cùng cam hận không ta không cam tâm thái hậu chán ghét nhìn xuống dưới còn quỳ đó làm gì trướng mắt ai ra hề ninh liền vội vã đứng dậy cung kính đáp xin tuân theo lời dạy của thái hậu đi ngay ạ à, dứt lời à ta nức nở khóc rời đi sau khi à ta rời đi thì thái hậu chống đầu thở dài hầy một nén hương trôi qua doãn khác đến từ ninh cung tìm thái hậu hoàng tổ mẫu anh thấy bà không lên tiếng đáp lại thì gọi thêm một lần nữa hoàng tổ mẫu lúc này bà mới nghe được tiếng anh gọi mà từ từ mở mắt ra thấy người đến là anh thì bà thả lòng hỏi khác nhi đến rồi à doãn khác nhận tội với bà cháu không biết hoàng tổ mẫu đang nghỉ ngơi đã quấy nhiễu giấc mộng đẹp của hoàng tổ mẫu thật sự xin lỗi bà không hề trách anh mà vẫy tay gọi anh lại không sao đúng lúc ai ra tỉnh giấc nào mau lại đây ngồi để ai ra ngắm cháu nào anh ngoan ngoãn lại đó ngồi cạnh bà hoàng tổ mẫu anh nói mục đích mình đến đây lần này với bà. Lần này cháu đến là có chuyện muốn thỉnh giáo với Hoàng Tổ Mẫu. Bà hiền từ hỏi. Ồ, oh, có chuyện gì khiến khát nhi của chúng ta phiền nhiễu như vậy? Chẳng lẽ là liên quan đến Vân Anh cô nương lần trước? Anh đỏ mặt xua tay phản bác. Không, không phải. Doãn khác quay đầu sang một bên nói. Thật ra là một người bạn của cháu. Có một cô nương tỏ tình với người bạn kia của cháu. Mà ở bên khác, tiểu toàn tử giả vừa ngạc nhiên đến nỗi che miệng lại. Cái gì, cô nói cô tỏ tình rồi. Cô đỏ mặt lên tiếng. Không phải ta, cô nhắc lại cho anh ta biết là bạn ta. Tiểu toàn tử biết Vân Anh đang nói về cô, nhưng anh ta vẫn giả vờ phối hợp. "Ồ, là một người bạn của công chúa điện hạ à?" Cô tiếp tục nói, "Cô ấy đã tỏ tình với một nam tử. Hơn nữa, trước kia vì nam tử này còn có người trong lòng. Ta gọi tiểu toàn tử ngươi đến là muốn thỉnh giáo, theo ngươi thấy, khả năng người bạn đó của ta được chấp nhận có cao không?" Anh ta nhướng mày giả vờ. "Ồ, anh ta đoán được ý trong câu hỏi này của Vân Anh. Vân Anh cô nương muốn gài tin từ chỗ ta thăm dò phản ứng của điện hạ đây mà tiểu toàn tử liền thuận nước đẩy thuyền nói thật với cô điện hạ ngày ấy à không ta nói là vị nam tử kia hiện giờ ngày ấy cực kỳ giao động ngay cả phê duyệt tấu trưng cũng hồn vía trên mây đó vân anh bất ngờ hả cô xấu hổ đỏ mặt quay đi chỗ khác giao động ngay cả tấu trưng cũng không phê nổi ta tùy tiện tỏ tình làm doãn khắc sợ đến mức này sao còn tiểu toàn tử không để ý tới cô anh ta vẫn tiếp tục luyên thuyên ta chưa từng thấy như vậy bao giờ tiểu toàn tử cũng đành bất lực trước Vân Anh. Người có thể quấy nhiễu tâm trạng của điện hạ đến mức này, chỉ có một mình cô thôi, công chúa à, ta đã ám chỉ đến mức đấy rồi, công chúa nhất định phải nắm bắt cơ hội, tán đổ điện hạ nha. Cô căng thẳng ôm đầu, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Tại Từ Ninh cung, Doãn Khác đỏ mặt kể hết đầu đuôi câu chuyện cho thái hậu nghe. Chuyện là như vậy, người bạn kia của cháu hiện giờ rất khổ não, không biết nên đáp lại thế nào. Thái hậu ngạc nhiên. Ồ, vậy cháu. Doãn Khác vội lên tiếng nhắc nhở thái hậu. Hoàng Tổ Mẫu là người bạn của cháu. Bà nhận ra được Doãn Khắc đang nói về mình, nhưng vẫn giả vờ phối hợp. Được được được. Bà hiền hậu hỏi anh, người bạn kia của cháu vì cô nương đó mà chăn trở chằn chọc, băn khoăn không thôi, trong lòng hắn thích cô nương kia sao? Anh nghe thế thì đỏ mặt suy nghĩ, anh không thể tin bản thân ta thích Vân Anh cô nương. Doãn Khắc bình tĩnh nói với Thái hậu, nếu cháu có thể hiểu được lòng mình thì sẽ không xin người giúp đỡ rồi. Thái hậu nghĩ thầm, thằng bé này, người trong cuộc u mê. Doãn khác u buồn nghĩ, nếu phụ hoàng hoặc Lạc Đào ở đây thì tốt rồi còn có người dẫn đường chỉ lối cho mình tại bắc ký tề cách mệt mỏi lau mồ hôi trên trán đã đi xa thế này rồi trừ cát vẫn là cát vàng đừng nói gì là cây hắc mai biển cô ngồi trên lưng lạc đà cũng nóng không khác gì tề cách cả chó cũng không ăn đá gà không ăn sỏi tề cách không khỏi cảm thán về tài ăn nói của lạc đào một phát thấu tim không hổ là lạc đào đúng lúc này thì một con lạc đà lại gần lạc đà của tề cách không ngờ người tới chính là dịch uyên anh bình tĩnh tiến về phía của lạc đào nói với cô tiến về phía trước thử đi có lẽ sắp tới ốc đảo cũng chưa biết chừng Tề Cách thấy anh xuất hiện ở đây thì tức giận quát, người đi theo từ khi nào vậy?" Dịch Uyên đắc ý nhìn Tề Cách, "Tề tiểu công tử, sa mạc này đâu phải của nhà ngươi, ngươi đến được sao chậm không thể đến chứ?" Thấy Dịch Uyên đến đây thì cô không hề thấy ngạc nhiên, bởi vì cô đoán được có lẽ anh sẽ đi theo, quả nhiên vẫn cứ đi theo. Hai người kia tiếp tục tranh cãi với nhau, cô phải đi qua ngăn họ lại để làm chính sự, được rồi, đã đến thì đi chung luôn, tiếp tục đi thẳng xem sao, không chừng thật sự có thể phát hiện được gì đó sau một khoảng thời gian đi cuối cùng lạc đào nhìn thấy tia hy vọng ở đằng trước cô vui vẻ chỉ tay về nơi đó có ốc đảo đến ốc đảo rồi chúng ta nhanh lên nhưng bọn họ không nhận ra rằng chân của lạc đà đang từ từ lún xuống thấy lạc đà dãy dụa thì cô biết họ đã gặp cát chảy tiêu rồi là cát chảy mọi người cẩn thận bên phía dịch uyên cũng không thể thoát được tiêu rồi chúng ta đều mắc kẹt rồi còn tề cách thì đang cố gắng chấn an lạc đà lạc đà ngoan đừng cử động lung tung dịch uyên quay qua nói với cô đào đào bình tĩnh trong phạm vi phân bố của các chảy này không lớn, nhiều nhất là bán kính 2 m nàng cố gắng nhảy xuống khỏi lạc đà, nhảy ra khỏi vùng cát chảy. Cô đáp lại, được. Cô gọi tề cách, nghe thấy chưa, chúng ta cùng nhảy xuống. Dịch uyên từ trên lưng lạc đà nhảy xuống mặt đất một cách dễ dàng. Anh đắc ý khi nhảy được 2 m 2, tề cách thấy vậy thì cũng không chịu thua kém nhảy lên, tề cách nhảy được 2 m 3, hơn dịch uyên, nên dương dương tự đắp. Giờ chỉ còn lạc đào là chưa nhảy, cô lấy hết sức nhảy lên. Nhưng cô chỉ nhảy được 1m2, vì thế cô vẫn còn ở trong vùng cát chảy cô đã đoán trước được đáp án này hừ mình biết ngay thành tích nhảy xa của mình không bao giờ quá 2 mét thành công chỉ là một loại ảo giác thôi cô đang từ từ lún xuống dưới tề cách vội vàng chạy về phía cô lạc đào cẩn thận dịch uyên cũng chạy tới kêu lên lên đào đào dịch uyên giơ tay ra gọi đào đào mau nắm lấy tay ta tề cách cũng giơ tay ra để cô nắm giữa hai người thì cô lựa chọn nắm lấy tay của tề cách điều này làm cho dịch uyên vô cùng buồn bã tề cách bắt lấy tay cô lo lắng hỏi nắm chặt rồi. Thế nào có bị thương ở đâu không? Dịch Uyên đứng ở bên cạnh chứng kiến cảnh này, khiến lòng anh đau như cắt. Lạc Đào bên này đáp lời tề cách, ta không sao. Ngươi không cần lo lắng. Thấy anh nãy giờ cứ đứng yên ở đó không đi. Thì cô thắc mắc quay đầu lại hỏi, A à, Uyên, ngài làm sao vậy? Chúng ta phải đến ốc đảo xem thử rồi. Anh giả vờ mình không sao đáp, không có gì, chúng ta đi thôi. Đột nhiên anh nhớ ra gì đó nên gọi cô lại. Khoan đã, lấy sợi dây thừng kéo chúng ra trước đã. Sau đó, cô đưa cho mỗi người một bức tranh rồi căn dặn họ mục tiêu cần tìm ngay trên giấy chúng ta chia nhau ra tìm sau thời gian một nén nhang thì tập hợp cả ba người họ chia ra ba hướng khác nhau để tìm lạc đào tìm ở hướng kia thì cũng không phải cô qua hướng khác tìm thì không có cuối cùng cô đổi sang chỗ khác tìm thì cũng không phải nốt sau một nén nhang tê cách tiếc núi lên tiếng nói bên phía ta cũng không phát hiện gì dịch uyên lắc đầu kết quả cũng giống như hai người họ cô thất vọng bảo xem ra chỉ có thể vào sâu hơn trong sa mạc thôi trời nắng trói trang bọn họ cưỡi lạc đà đi mà không có gì che chắn bọn họ đi tới khi hoàng hôn buông xuống thì ai nấy cũng đều thấm mệt lạc đà của tề cách đã vô cùng mệt mỏi nên phải dừng lại nghỉ ngơi tề cách thở dài hai lạc đà đại gia ngài đừng dừng lại nữa xem như tiểu nhân cầu sinh ngày đó tiến về phía trước đi dịch uyên thấy thế thì lên tiếng đề nghị đào đào xem ra mấy con lạc đà này mệt rồi chi bằng chúng ta nghỉ ngơi một lát trước rồi hãng lên đường cô gật đầu đồng ý tề cách cũng tán thành với ý kiến này hoàng thượng nói đúng, ta có mang lều đến, nghỉ ngơi tại chỗ một lát trước vậy. Lạc đào đi dựng lều của mình, tề cách thì giả vờ tiếc nuối nói với anh. Hoàng thượng thật ngại quá, thần cũng không ngờ hoàng thượng sẽ đi theo, chỉ mang hai cái lều. Tề cách cười gian xảo chỉ về phía đất cát ở đằng kia, chi bằng thiệt thòi cho hoàng thượng, lấy trời làm chăn lấy đất làm nhà. Anh tức giận đe dọa tề cách. Này tề tiểu công tử, ngày càng vênh váo rồi đấy. Ngay cả nghĩa vụ của thần tử cũng sắp quên sạch, xem ra chẫm cần phải nói chuyện đàng hoàng với A mã của ngươi. Cô không chịu được nữa mà đứng ra giải quyết việc này chỉ có hai cái lều xem ra buộc phải có hai người cùng ở chung một lều rồi anh chỉ về phía tề cách phản đối không được ở chung với hắn tề cách nghiến răng chỉ dịch uyên đào đào ở chung với ta an toàn hơn cô không nghĩ tới việc họ có thể ngốc đến như vậy các ngươi nghĩ gì đấy cuối cùng dịch uyên và tề cách ngủ chung với nhau hai người bọn họ nhìn nhau với ánh mắt ghét bỏ hai người họ khó chịu mà mỗi người nhìn qua một hướng khác nhau để nghỉ ngơi dịch uyên vô cùng tức giận ở trong lòng ngủ lều trên nền cát bên cạnh còn có một tên làm phí hoài phong cảnh Chấm là thiên tử, đã lúc nào chịu thiệt thòi thế này cơ chứ? Sau một lúc thì Tề Cách đã vô giấc ngủ. Chỉ có một mình Dịch Uyên là phải chịu đựng tiếng ngáy của Tề Cách. Anh vô cùng tức giận, vì Tề Cách ngủ ngon. Tên ngốc này đúng là dễ thích ứng, ở đâu cũng ngủ được. Bỗng bên ngoài in bóng của Lạc Đào trên lều, anh thấy vậy thì ngồi dậy ngay lập tức. Đào Đào, anh lặng lẽ đi theo phía sau cô. Cô không hề hay biết gì mà tiếp tục đi, nhân lúc bọn họ nghỉ ngơi, mình tranh thủ thời gian đi xa hơn xem thử. Tiếng gọi Đào Đào của Dịch Uyên làm cô giật mình, sao ngài ấy lại đi theo cô không đứng yên mà tiếp tục đi dịch uyên đuổi kịp theo cô anh liền vội khuyên ngăn cô đào đào dục tốc bất đạt đã lặn lội bôn ba cả buổi chiều rồi cứ tiếp tục thế này sức khỏe của nàng sẽ không chịu nổi mất nhưng cô không đồng ý với anh mà vẫn cố chấp đi tìm không còn kịp nữa ta nhìn tiếp xung quanh xem sao dịch uyên đoán được cô sẽ cố gắng để đi tìm lại thế này hễ bận bịu là không màng sức khỏe của mình ta biết đào đào nàng đã quyết tâm thì không ai thay đổi được nhưng ta cầu xin nàng lần này, ngoan ngoãn nghe lời được không? Anh muốn nắm lấy tay cô, nhưng bị cô đẩy ra. Đã nói rồi, không cần lo cho ta. Nhưng cô không ngờ chỗ đó là một chỗ cao, nên anh không kịp phòng bị mà ngã xuống, cô lo lắng nhào tới chỗ anh. À, Uyên, anh ôm lấy eo cô, dùng bản thân để đỡ cho cô, cả hai người cùng nhau lăn xuống phía dưới. Sau khi lăn mấy vòng thì cuối cùng đã dừng lại. Cô ngồi dậy trách anh, sao ngài lại bất cẩn như vậy? Đẩy một cái là ngã, Lâm Đại Ngọc đương thời hay gì? Nhưng khi ngước mắt lên thì cô vô cùng ngạc nhiên, nhìn những tán cây đằng trước, đây là, anh cũng không ngờ tới cô sẽ đẩy mình, ta không để phòng nàng, ai mà biết được Đào Đào lại đột ngột đẩy ta chứ. Nhưng khi ngước mắt lên thì anh cũng vô cùng ngạc nhiên. Đây, chẳng phải là Hắc Mai biển nàng vẽ trong tranh ư? Lạc Đào vô cùng kích động mà ôm lấy anh. Chúng ta tìm được rồi, anh chưa kịp ôm lại cô thì cô đã xoay người bỏ đi, phải nhanh chóng thông báo tin tốt này cho thể Cách. Anh sững sờ vì hồi nãy Lạc Đào đã chủ động ôm mình. Giữa đêm khuya nhìn từ phía xa, dịch uyên và lạc đào cùng chạy đến và la lên tề cách tìm thấy rồi cùng lúc đó tề cách cũng chạy đến bên hai người thật nhanh rồi hét lên sao hai người lại chạy đến đây rồi nghe thấy dưới dốc chuyển đến tiếng gọi của ngươi ta còn tưởng mình nghe nhầm chứ lạc đào vô cùng phấn khởi nói cho anh nghe bọn ta tìm thấy rồi trong lòng lạc đào vô cùng phấn khích chỉ tay về phía cánh đồng hoa xa xa tén 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 tèn nhìn xem đây là gì tề cách vô cùng bất ngờ khóe miệng cong lên còn đôi mắt thì ánh lên sự mừng rỡ khôn xiết đây chẳng phải là cây hắc mai biển mà ngươi vẽ sao tìm được thật rồi đào đào và tề cách vui sướng đập tay nhau thể hiện sự hạnh phúc cùng nhau thốt lên tốt quá không cần phải lang bạt ở sa mạc nữa ngay sau đó dịch uyên khoanh tay ngước nhìn sang chỗ khác ghen tuông với hành động của hai người e hèm được rồi chúc mừng vừa phải là được chúng ta phải tranh thủ thời gian đào cây giống đi để sáng mai đưa về bộ lạc lúc này lạc đào ngơ ngác không hiểu gì nhìn về phía dịch uyên lạc đào và tề cách lại một lần nữa vui mừng đập tay nhau được vào ngày hôm sau, cả ba người đều cưỡi lạc đà đi trên bãi cát sa mạc. Tề Cách vô cùng phấn khởi đột nhiên nói lớn, "Chúng ta tìm được thật rồi. Thế này gọi là gì nhỉ? Chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, khi gặp được lại chẳng tốn công phu." Dịch Uyên tỏ vẻ lạnh lùng tức giận trước câu nói của Tề Cách. "Đó cũng là công của ta và Đào Đào, không hề liên quan đến tên ngốc nào đó ngủ khò khò ở trong lều." Tề Cách liền quay lại với vẻ mặt đầy giận dữ nhìn Dịch Uyên. "Ngài," hai người trừng mắt nhau một hồi, thì Lạc Đào tỏ vẻ bất lực liền kêu lên, "Ta thấy hai người chẳng ai hơn ai." đừng có chê nhau nữa cô cười vui vẻ nhìn hai người họ và nói còn không nhanh lên chút thì ta sẽ vứt hết hai người ở lại sa mạc đấy lạc đào đã bỏ một khoảng xa thì hai người họ mới vừa đuổi theo vừa la lên lạc đào đợi bọn ta với sau một hồi ở đồng cỏ hoang vu nơi đây chỉ toàn nghe thấy tiếng cừu kêu be be và nhìn thấy một người đàn ông tay cầm roi chăn cừu giữa sa mạc hắn ta tự xưng là đại ca sau đó thuộc hạ của hắn liền chạy đến và nói đại ca bọn họ an toàn trở về rồi ánh mắt hắn liền trở nên sắc bén đầy mưu tính Tất cả mọi người nhanh chóng vào chỗ hành động theo kế hoạch ban đầu. Lạc Đào và Dịch Uyên lúc này đang cưỡi lạc đà đi trên sa mạc. Anh bỗng gọi cô, "Đào Đào nàng xem, hoang mạc ở đằng trước kìa, xem ra sắp đến thảo nguyên rồi. Chúng ta cách bộ lạc không còn xa nữa." Tề Cách đi qua chỗ hai tên chăn cừu kia, khi nhìn thấy họ chăn cừu ở đó thì vô cùng ngạc nhiên mà nghĩ, "Sao bọn họ lại chăn cừu ở đồng cỏ xa thế này? Nơi này gần sa mạc, đồng cỏ của Bắc Ký sa mạc hóa nghiêm trọng đến vậy sao?" Tên có vết sẹo ở gần mắt gật đầu ra dấu hiệu cho đồng bọn của gã thế là hai tên kéo dây thường đã giấu ở dưới sa mạc kia kéo lên cao gã hô to làm lạc đà vấp ngã đi anh nhìn thấy tình cảnh phía trước liền la lớn đào đào nguy hiểm tề cách cũng hét lên mau bỏ con lạc đà đi trong lòng cô thì sợ hãi mà nghĩ lại nữa sao dịch uyên nhanh chóng nhảy xuống lưng lạc đà mà chạy về phía cô hai tên sát thủ liền thay đổi chú ý chạy về phía tề cách mà nói trói tên này trước đi cậu không thể chống trả được cứ như vậy bị hai tên đó trói chặt trong lòng cậu tức giận mà chửi thầm tên đàn em thấy vậy liền hỏi gã đại ca người không liên quan đã bị bọn ta trói lại rồi những tên còn lại liền tập trung vây quanh anh tên đại ca hét lớn mục tiêu ở bên này lên không được để ai sống sót bọn chúng liền nhanh chóng cầm kiếm chĩa vào người anh anh nhanh chân đã đá một tên ra xa lạc đào ở gần đó vẫn đang ngồi trên lưng lạc đà do bị kích động nên nó chạy thục mạng cô sợ hãi nắm chặt dây cương mà nói lạc đà đại ca chạy nhanh lên nhanh lên tránh xa hiện trường máu me này do chạy nhanh quá cô không giữ vững được liền bị tuột dây cương ra khỏi tay và thế là bị ngã bẹp xuống nền cát ở sa mạc một tên cầm kiếm chạy về phía cô mà nói chịu chết đi cô trong lòng tức giận mà nghĩ đúng là hổ không ra oai thì xem ta là mèo bệnh đấy hả sau đó liền đưa tay ra và nói với tên sát thủ đó đưa đây tức thì cô giật phanh cây kiếm đang nằm trên tay của gã và bắt đầu vung y lịa mà nói đại ca ta không quen các ngươi không thủ không oán với các ngươi tại sao các ngươi lại ra tay độc ác với ta Tên đó thấy cô cứ lia lịa vung kiếm liền sợ hãi kêu lên. Ở bên này, anh lại xử thêm được một tên, nữa sau đó liền chạy nhanh ra nắm người cô. Cô thì vẫn cứ nhắm mắt mà hét lên ngươi, ngươi không được lại đây. Anh liền nói, đào đào là ta. Cô nghe tiếng anh thì mở mắt mà gọi, dịch uyên. Sau đó sợ hãi khóc, cũng may chẳng tới kịp, làm ta sợ chết khiếp. Anh thấy cô sợ hãi như vậy thì an ủi. Không sao rồi, đừng khóc nữa. Lúc này những tên còn lại bắt đầu bao vây xung quanh anh và cô chúng đồng thanh hô to cùng xông lên giết chúng anh xoay người đứng sát gần cô tay phải cầm tay đang cầm kiếm của cô mà nói đừng cuống đi theo đường kiếm của ta ánh mắt cô kiên định trở lại mà đáp ừ một tên sát thủ lao về phía họ anh nhanh chóng chắn được kiếm của hắn và đánh ngược lại hắn liền bị bay ra xa hắn tức giận nói tình cảm sâu đậm gì chứ ta đây ghét nhất là mấy kẻ đánh nhau không tập trung thế là liền nhảy lên ném kiếm về phía bọn họ mà nói cho ngươi xem thường ta này cây kiếm của hắn lao với tốc độ chóng mặt nhưng đã bị kiếm của anh đánh bay và cắm xuống nền cát ở gần đó. Hắn ta không từ bỏ liền lấy phi tiêu trong người ra ném về về phía họ. Nếm thử thêm chiêu này xem thế nào. Cô hốt hoảng mà la lên. Dịch Uyên cẩn thận có ám khí, nhưng không may anh đã bị một phi tiêu sượt qua chân, đau đớn bất ngờ khiến anh gục xuống. Chống kiếm xuống nền cát anh lạnh giọng nói, "Ta khuyên các ngươi biết điều thì cút mau." Cô chạy ra đỡ lấy anh mà nói, "A à Uyên, chàng thế nào rồi? Chàng có sao không?" Bỗng một tên cầm dao tính đâm sau lưng cô, anh nhanh chóng nhận ra mà hét lớn cẩn thận, mau tránh ra. Sau đó anh đẩy cô ra và mình thì bị tên đó đâm vào ngực trái. Máu bắt đầu tuôn ra. Cô thấy cảnh này thì hét lớn, A à, Uyên. Lúc này tề cách ở gần đó hỏi lớn. Lạc đào hai người thế nào rồi? Sau đó trong lúc bọn sát thủ không để ý, liền vận công làm dây chói bị đứt phăng ra làm hai. Tên sát thủ ở gần cậu bị trao đảo. Cậu nhanh chóng cầm thanh kiếm ở gần đó chém chúng. Trong tích tắt bọn chúng đã bị tề cách giết sạch sành xanh. Cậu đi đến chỗ hai người mà nói. Lạc đào. Mau rút con dao găm ra, cần cầm máu cho ngài, ấy cô liền hét lớn không được, con dao găm này này đâm trúng ngực trái chàng ấy, chúng ta không biết vết thương có sâu đến tim hay không, tùy tiện hành động sẽ. Anh lúc này đang nằm ở trong lòng cô, khuôn mặt bỗng tím tái lại, cô thấy vậy hét lớn, Tể cách dao găm hình như, trên dao găm có độc. Lời cô vừa dứt anh liền phun ra một ngụm máu. Bên này ở dưỡng tâm điện Tô toàn hỏi doãn khác, đang ngồi xem bức tranh gì đó, điện hạ hiếm khi có nhã hứng vẽ tranh, nô tài thay bút mới cho người cậu liền đưa tay ra mà nói không cần đâu. Người vẽ tranh lòng dối như tơ vò, bút có tốt đến mấy cũng không vẽ ra được phong cảnh đẹp. Cậu ta nghe thấy lời Doãn khác nói vậy liền nghĩ, xem ra điện hạ vẫn còn phiền não chuyện của Vân Anh công chúa. Doãn khác liền rời khỏi ghế mà hỏi Tô Toàn, "Tiểu Toàn tử, Vân Anh có ở Tường Phúc cung không?" Bên Tường Phúc cung lúc này, Vân Anh đang ngồi chán nản mà đếm từng con kiến. Cứ vậy từng con đi qua cô ấy sẽ tự nói, "Huynh ấy thích ta, huynh ấy không thích ta." Hai câu hỏi đó cứ vậy mà lặp đi lặp lại đến nỗi ở trong sân có người đến cô ấy cũng không hề hay biết cậu liền cúi gập người xuống mà hỏi cô vân anh đang đếm kiến à cô ấy liền giật mình mà ngã xuống đất vừa hốt hoảng hỏi sao huynh lại đến đây doãn khắc liền mỉm cười thật tươi như gió xuân mà đáp ta đến là muốn nói với muội nhưng chưa kịp để cậu nói hết câu cô ấy đã nhanh đứng dậy và chạy khỏi đây trong lòng liền hốt hoảng nghĩ không muốn nghe không muốn nghe ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng doãn khắc nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay của cô ấy mà hỏi đi đâu đấy vân anh ngượng ngùng cười đáp không có doãn khắc xoay người cô lại mấy hôm nay ta đã suy nghĩ rất rất lâu hôm đó vì quá ngạc nhiên hành động của ta có hơi thất lễ thực sự xin lỗi hy vọng cô đừng để tâm còn nữa cô bày tỏ tấm lòng với ta ta cảm nhận được rất rõ cảm ơn cô cô ấy phụng phịu trong lòng thầm nghĩ ai cần huynh cảm ơn chứ đáng ghét tại sao người này ngay cả từ chối cũng dịu dàng đến vậy huynh không thích bổn công chúa là huynh không có mắt nhìn ta tha thứ cho huynh nhưng những lời mà doãn khác nói làm cô ấy vô cùng ngạc nhiên cậu nói nhưng ta cho rằng giữa chúng ta phát triển nhanh quá có thể cho ta thêm chút thời gian được không cô có từng nghĩ chưa cô đào hôn từ bắc ký đến đây không nơi nương tựa còn ta là người duy nhất mà cô quen ở đây rất có khả năng cô vô thức dựa dẫm vào ta rồi xem đó là thiện cảm chân thành sau đó cậu liền vuốt má cô mà nói ta cho cô một tháng để rút lại lời đã nói cô cũng cho ta một tháng để suy nghĩ kỹ để ta nhìn nhận ra tình cảm đối với cô được không cô ấy rưng rưng nước mắt mà nói đây là do huynh nói đấy nhé không được nuốt lời bên này ở bộ lạc vưu lý Ni bắc ký ba người họ cuối cùng đã về doanh trại tăng đặt lên tiếng trước tam điện hạ nhóm của quân chấp chính đại nhân đã bình an trở về rồi a à, ngạn cổ tiến đến gần chỗ họ mà nói các người trở về nhanh hơn ta dự kiến ấy xem ra mọi chuyện rất suôn sẻ nhưng khi anh ta nhìn thấy dao găm cắm ở ngược dịch uyên liền hốt hoảng hỏi hắn làm sao vậy sao lại bị đâm thế kia tề cách liền kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe lúc trở về ba bọn ta bị ám sát hoàng thượng bị thích khách đâm trên dao găm còn có độc tam điện hạ mau gọi ngự y đến a à, ngạn cổ nhanh chóng sai người diều dịch uyên vào trong phòng sau đó quay sang bảo tăng đạt mau về hoàng cung chuyển ngự y hắn liền nhanh chóng vâng lời và rời đi sau khi được đỡ vào phòng cô ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm vào anh không lâu sau tăng đạt đã dẫn ngự y đến tam điện hạ ngự y đến rồi ông ta liền nhanh chóng chạy đến mà hỏi người bị thương ở đâu sau khi xem xét một hồi ông nói ngực trái bị đâm vẫn may chưa sâu đến phổi sau đó liền nhìn dịch uyên mà hỏi thưa ngài tại hạ rút dao găm ra cho ngài có lẽ sẽ hơi đau ngài cần chịu đựng chút anh thì không quan tâm bản thân mình thế nào mà chỉ nhìn cô mà bảo nghe thấy chưa đào đào có lẽ sẽ hơi có máu tanh mau quay người đi cô giọng nghẹn ngào mà đáp không ta ở đây với chàng ngự y liền cầm chuôi dao ta bắt đầu đây dao găm vừa rút ra máu cũng bắn ra theo cô chứng kiến hết một màn này liền run run ôm lấy anh mà nói không đau không sao không đau không đau sắp xong rồi vứt nhanh con dao găm xuống đất ông liền chạy lấy hộp thuốc ở gần đó đợi chút lão phu băng bó cho ngày ấy sau một hồi những bông băng ngấm máu bị vứt trên bàn rất nhiều vất vả một hồi lâu cuối cùng cũng đã băng bó được vết thương cho anh ông ấy lau mồ hôi trên trán thở một hơi mà nói xử lý vết thương xong rồi lúc này ngự y mới chú ý đến màu sắc trên con dao nó đã bị bôi độc cô thấy ông ấy không nói gì liền sốt ruột hỏi sao đại nhân lại sửng sốt như vậy rốt cuộc chàng ấy trúng độc gì Ông nghiêm túc nhìn màu sắc trên con dao găm mà đáp. Cô nương, độc mà người bị thương chúng phải. Là đại mộng tam sinh. Cô nghe thấy vậy liền lo lắng hỏi. Đại mộng tam sinh đó là độc gì ta chưa nghe bao giờ. Ông liền nói. Cô nương chưa nghe bao giờ cũng dễ hiểu. Độc này vốn là vũ khí của tổ chức sát thủ dân gian vân khởi. Dùng để khống chế thuộc hạ. Nó phát tác sẽ có ba cảnh giới. Đầu tiên là đau không chịu nổi như có trăm kiến gặm tim. Ngàn dìu chặt người. Video xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem hết video đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé chúc các bạn có một ngày vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau